Tiểu thuyết, Người đẹp thượng lưu, tác giả Ellen Smithfield, người đọc Trần Châu. Chương 16, marie Ellen Sevin, mùa xuân năm 1972, sắp bước vào tuần lễ phục sinh và marie Ellen đang ngóng chờ quan cảnh của ngày lễ sáu tháng trước cô đã sinh đôi hai đứa con trai và cô biết rằng Louis rất tự hào về chúng sẽ mở tiệc mừng anh ta thậm chí còn hướng sẽ sấm dứt cờ bạc thế nhưng chỉ được đúng một tuần lễ maria buồn rầu thấy rằng ngay cả sự ra đời của hai đứa con trai cũng không đưa lại kết quả gì cô thở dài sự đam mê cờ bạc của anh ta và lòng ghen tuông là những đám mây u ám phía chân trời tương lai cô trong cái điền trang cổ này với cái khuôn viên có tường bao quanh và những dòng suối thật dễ dàng cảm thấy thoải mái và an toàn. Nhưng cô có được như thế không kia chứ? Sự hoài nghi luôn âm ảnh tâm trí Mary Ellen bởi vì cô không hề biết gì về tình trạng tài chính của chồng. Khi nghe vợ hỏi về chuyện tiền nông, Louis bảo rằng không một người Tây Ban Nha chân chính nào lại thảo luận những chuyện đó với vợ cả. Và một lần nữa, khi bị cô hỏi ráo riết thì Louis đã lòng lòng lên bỏ đi, hai ngày sau mới trở về. Tuy nhiên lúc này thì mọi chuyện có vẻ như khá hơn, Luis đang làm việc cật lực để chuẩn bị cho một vụ xét xử ở tòa án Madrid. Sau dịp lễ, anh ta sẽ đi tới đó cùng với Marie Ellen, người em trai Ignacio và một người em họ xa, và chừng một tháng sau thì họ sẽ trở về. Marie Ellen dội dã xem xét lại những phòng ngủ dành cho khách. Cô đã kiểm tra lại tủ quần áo của mình và hốt quản nhận thấy cô chẳng có gì để mặc cho phù hợp với khí hậu ở Madrid cả. Cô đã không có một bộ quần áo mới nào kể từ ngày cưới và Louis cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện mua sắm cho cô. Maria Ellen buồn bã nhìn xuống sân, mãi nghĩ tới những chiếc váy đã nhanh chóng trở nên sờn cũ. Dạy dép cũng đã cần thay rồi, cô quyết định phải nói chuyện này với chồng. Cô phun lên người một chút nước hoa mà Louis ưa thích và cô nở một nụ cười tự tin rồi đi nhanh tới phòng làm việc của chồng. Đầu tiên cô rót cho cả hai người một cốc rượu anh đào lớn. Cô thích được thấy chồng làm việc ở nhà, anh ta đang có vẻ vui và miễn rằng không bị khước từ hoàn toàn. Còn thì cô cho rằng có được món chi cho khoản nào cũng tốt. Louis, em cần có quần áo và giày dép mới. Đã lâu lắm rồi, từ cuối đợt lưu diễn ba lê bông hồng đến nay, em chưa có thứ gì mới cả. Quần áo cũ không thể còn dùng được nữa. Anh cho em một ít tiền được chứ. Anh ta cười thoải mái hôn lên hai má cô. Tất nhiên rồi, đây, hãy cầm lấy 10.000 peseta và tuần sau anh sẽ đưa cho em thêm trước khi chúng ta đi Madrid. Marie, Melan mở to mắt vì kinh ngạc. Chẳng lẽ Luis không biết là tuần này chỉ tương đương với 120 đô la thôi hay sao? Xuất xuất giá của hai đôi giày tương tất. Tuy nhiên, cô bình tĩnh nói không hề để lộ vẻ bất bình. Em cần hơn số đó nhiều để mua váy áo, giày dép và những đồ lót. Em có thể mua một số nhỏ đủ dùng với chừng 100.000 peseta. Anh có thể cho em gần đó được không, Luis? Quần áo của em đẹp rồi, sao em lại muốn quăng đi hả? Em không muốn quăng đi, nhưng rất nhiều thứ đã đứt hết chỉ và sờn cá rồi. Các đôi giày cũng đã rách và đồ lót thì sơ ra hết. Em đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một vài thứ, nhưng em chẳng hề có một đồng xu nào hết. Anh là chồng em và anh hẳn rất thích khi thấy mọi người thán phục quần áo em mặc. Thế nhưng phải có tiền. Anh biết đấy, và đây là lần đầu tiên em hỏi xin anh mà. Anh không thể cho em 100.000 peseta được anh không có số tiền ấy. Vậy thì hãy cho em theo mức anh có thể. Anh có thể cho em 10.000 bây giờ và 10.000 nữa khi đến Matrix. Có vậy thôi. Marie Ellen đứng bật dậy, điên người với thái độ của anh ta. Vậy thì bán đi một bức tranh như anh đã làm khi nợ đông sơ xê một đống tiền cờ bạc ấy. Nào, đừng có nóng giận. Anh không phải là một người giàu có và hãy cô hiểu lấy điều đó nghĩa là như thế nào. Anh không phải là người nghèo, Louis, và em cần có quần áo mới. Hãy gọi đến nhà băng và bảo họ đi cho em một ít tiền mà và làm ngay bây giờ đi. Luis nhìn vào đôi mắt xanh mở to và như đột nhiên trở lên lạnh băng. Anh ta không biết cách nào để lái Maria sang một hướng khác, làm thế nào để cho cô biết rằng chẳng có một đồng tiền nào trong tài khoản nhà băng hết. Thậm chí là ở đó chỉ có một khoản dai nợ mà anh không có hy vọng trả nổi. Không có tiền ở đâu cả, ngoài khoản tiền lương tháng của anh ta và số tiền đó thì bị tự động thanh toán vào các khoản nhà cửa và trả cho một hóa đơn mua đồ ăn uống rồi. Louis nghĩ tới những món nợ cờ bạc của mình và thở dài. Rồi anh quay qua Marie và nhẹ nhàng nói, chuyện tiền bạc lúc này đang rất căng thẳng em yêu quý. Tuy nhiên anh sẽ sớm đưa cho em số tiền em cần để mua quần áo. Xin hãy tin anh không lâu qua đâu. Marie cầm âm nói, em không muốn chỉ nghe thấy những lời hứa, em không hề quá đáng gì trong chuyện mua sắm này. Chúng ta đã cưới nhau gần 4 năm nay và trước đó chúng ta đã ở với nhau gần một năm trời sau đợt lưu diễn kết thúc bởi vì anh không cho em đi làm nên em có trách nhiệm nuôi em ăn và cho em mặc bây giờ em muốn có quần áo và muốn có ngay hôm nay nhưng mà anh không có tiền vậy thì kiếm đi em không muốn đi vòng quanh Madrid như một kẻ khô rách áo rồi Maria ầm, ầm ầm lao ra ngoài và rời khỏi nhà vẫn biết rằng Louis rất ghét chị cô đi ra ngoài một mình kể từ ngày lấy chồng cô đã là một người tù thật sự chỉ khác là được đối xử tử tế mà thôi Hồi đầu thì cô không mấy bận lòng với thái độ của chồng, đánh động sự chiếm đoạt với tình yêu, lòng ghen tuông với sự thèm khát. Tuy nhiên giờ đây cả hai thứ đó đã dằn vặt tâm trí cô, bởi lẽ cô đã nhận ra rằng chúng chỉ là biểu hiện của chứng hộm hỉnh của Louis. Cô tiếp tục bước đi, vấn đề giận dữ và đột nhiên nhận ra mình đang ở trong khu vực buôn bán sang trọng nhất ở Seville. Dừng chân bên ngoài hiệu Lover, cô nhìn thấy trong khung kính đầy những chiếc áo giả, dạ một chiếc áo khoác làm bằng da thủy điển màu xanh lá thông cô cổ và mép áo diện lông cáo được nhuộm màu rất hợp với màu mắt cô kèm với đó là một chiếc túi khoác, cũng làm bằng thứ da mềm đó Marie Ellen vuốt vào mặc thử chiếc áo mua nó và yêu cầu chuyển tới nhà thế rồi cô đi tới tiệm Hacienda một cửa tiệm chuyên bán đồ lót của phụ nữ và mặc thử những chiếc váy lót đầm bằng thứ hàng tơ lụa, những chiếc váy ngủ là bằng hàng xen, và một bộ những chiếc váy đủ màu đủ loại của mép viền sata. Cô chỉ mua những gì cần thiết, mấy cái slip màu hồng thấm và màu trắng sữa, vài chiếc váy mặc trong phòng ngủ mà cô biết là Louis sẽ rất thích. Ở hiệu bạc 2 giờ, cô lại mua hai bộ váy lụa dùng để mặc khi đi ra phố, một màu hồng và một màu tím và một bộ quần áo bằng len mỏng. Có cổ bằng nhung, một chiếc áo lụa sông màu trắng có cài một đôi bướm rất đẹp với chiếc mũ nhỏ cùng bộ. Lúc 7 giờ tối, Maria Lan về đến nhà và thấy chồng cô đang lồng lộn đi lại ngoài sân, mặt tái nhờ. Anh ta gầm lên khi cô vừa bước qua cổng. Tôi yêu cầu được biết cô đã ở đâu từ bấy đến giờ. Tôi đi mua sắm. Ở đâu? Làm sao mua được? Cô nói là không còn tiền cơ mà. Bằng tên tuổi của anh Luis, tôi không nghĩ rằng những nhà quy tộc Tây Ban Nha lại không thanh toán sòng phẳng. Thế những thứ cô mua đâu rồi hả? chúng sẽ được giao vào sáng mai. Còn bây giờ thì đừng có la hét toán lên. Hai người bạn của Louis đi vào cổng trong lúc hai vợ chồng đang đứng gồm nhau giữa sân như hai con bò to đang giữ miếng. Không kiềm chế được cơn giận, Louis rót rượu cho mình và cho bạn, hoàn toàn phớt lờ Marie Ellen. Cô đang cân nhắc không biết nên đi về phòng mình hay là trái đủ anh ta thì nghe thấy chồng phân trần với hai người kia về sự giận dữ của mình. Mà một trong hai người đó đã theo đuổi cô một cách dai dẳng ngay từ ngày cưới cô vợ tôi đi mua sắm và yêu cầu giao chúng tại nhà. Anh à biết tình trạng tài chính của tôi lúc này đấy, tôi còn biết làm gì, anh sẽ làm gì trong tình thế này hả? Đông Antonio mỉm cười với Mary Ellen. Cô là một người Mỹ và không thể nào biết được các tập tục của chúng tôi. Phụ nữ Tây Ban Nha không bao giờ mua sắm gì mà không được phép. Mary Ellen đứng thẳng người với cái chiều cao hơn 1m8 của cô, dược lên trên tất cả những người kia. Tôi đã không hề mua gì kể từ khi rời Paris đến nay. Đã gần 5 năm rồi còn gì? Khi tôi xin phép thì Louis nói rằng anh ấy không có tiền. Còn bây giờ thì tôi về phòng mình. Nếu như chồng tôi muốn thảo luận những chuyện riêng tư với các anh, xin cứ việc, nhưng tôi thì không và sẽ không. Thế rồi Marie Ellen hiên ngang đi vào, đóng sầm cửa trước mặt ông chủ đất Antonio đua người em trai ông và Louis. Cô dẫn chồng đã đem những chuyện riêng ra nói với bạn, nhưng hài lòng là ít nhất thì cô cũng đã nói rõ được phần mình cởi bỏ quần áo, cô chạy vào phòng tắm và đứng dưới giờ qua sen, nhắm mắt lại và cô không lo lắng với ý nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm sau. Khi một quần áo được chuyển tới, liệu Louis sẽ gửi trả lại không? Anh ta có khùng hơn không? Và liệu anh ta có làm thế nào mà thanh toán được? Marie Ellen lao khô người và ngắm mình trong gương, thâm tâm biết rằng cô đã hành động sai. Chỉ sáng ra mới biết thái độ của cô có biện minh được cho những hậu quả của cơn giận của Louis hay không. 11 giờ trưa, cái sân trong đầy những hộp và gói được chuyển đến từ mấy cửa hiệu sang trọng nhất thành phố. Trong phòng, Louis đang điên lên với Marie Ellen, còn ngoài sân, bạn bè anh ta đang ngồi uống rượu anh đào và cố làm như không có gì xảy ra hết. Sau cùng, họ cho rằng cuộc cãi giả đã là quá đủ và Don Antonio thông thả đi vào phòng nơi Louis đang gạo theo với vợ mình. Giọng Antonio ngọt ngào, Louis, anh bạn của thôi, hãy ra với chúng tôi nào. Rốt cuộc thì anh làm ầm lên gì gì chuyện gì vậy? Mấy bộ quyền áo thì có đáng giá gì? Chúng đáng giá 160.000 pesita đấy. Và tôi thì không có tiền. Hãy cố mà hiểu những cảm giác của tôi. Tôi sẽ cho anh mượn tiền, Marielan hãy mang mấy cậu con trai của cô đến thăm chúng tôi và chúng ta sẽ cùng ngồi uống một ly rượu vang trắng. Anh Louis này, tôi là bạn anh 20 năm nay và tôi xin sẵn sàng nhận gánh hậu anh điều lo lắng rồi này. Bây giờ khi mà Maria Ellen đã có quần áo mới, cô ấy sẽ vui vẻ và anh có thể trả lại tôi với một đêm bạc may mắn nào đó mà. Sau lúc nửa đêm, Louis nằm trên giường nhìn Maria Ellen mặc thử những đồ mới. Cặp mắt tối của anh ta sáng lên trước những đường cong trên thân thể cô và đôi bờ hông đều khiêu gợi. Rồi anh ta cao mài khi nhớ lại lúc Antonio đua Người bạn 20 năm của anh ta quyết định cho anh ta mượn tiền để thanh toán cho những bộ quần áo mới này. Vì sao hắn lại làm điều đó? Lưỡi sẽ Marie Ellen là người Mỹ nói chung. Thật là khác. Đối với họ, mọi thứ đều đơn giản và cuộc sống cứ như trên một đường thẳng. Lưỡi thấy mình khó mà hiểu nổi họ anh ta định tâm sẽ để mắt tới Maria Lên trong những tuần lễ tới nếu như cô ta dù chỉ một dấu hiệu ve vãn nhỏ nhất đối với Dua anh ta sẽ gửi cô đến một trong những ngôi nhà của gia đình mình ở miền Bắc chừng một năm còn bây giờ thì anh ta sẽ chỉ đơn thuần quan sát mọi cử chỉ của cô mà thôi sáu tháng sau vụ quần áo mới Maria Ellen phát hiện cô lại có mang cô vừa rời khỏi phòng mổ của bác sĩ và đang lảo đảo thì Antonio Dua dừng xe và ra hiệu cho cô ngồi vào xe Sao cô sinh nhật thế hả? có chuyện gì xấu không maria Lan? em vừa biết mình lại công an cô trời biết louis sẽ nói gì anh ta đang phiền muộn để phát ốm vì chuyện tiền bạc và chuyện này sẽ để thêm một khoản chi phí không nhỏ đâu anh ta sẽ sung sướng tất cả đàn ông tây ban nha đều thích trẻ con nào tôi sẽ đưa cô về nhà cô phải nghỉ ngơi mới được suốt nhiều tuần liên tục cô có vẻ xúc cân đấy có chuyện gì thế em buồn lắm hãy nói cho tôi nghe Cô đã muốn nói cho nhẹ bớt, nhưng rồi lại cho rằng khôn ngoan hơn cả là phải im lặng. Bởi vì đứa ạc đã bỏ tiền mua cho cô quần áo mới, Louis đã theo dõi cô như một con diều hâu bám mồi, và cô biết chính xác là chồng đang nghĩ gì. Cô cũng biết mình đang tạo cớ cho anh ta với việc để đưa ạc chở cô về nhà, thế nhưng cô thấy chóng mặt và thấy cần được giúp đỡ đến mức không còn muốn bận thâm tới việc ghen tuôn vô lý của chồng nữa. Đoạn đã không có biểu hiện lợi dụng gì kể từ một vụ mua quần áo kia và cô Thành thật tin chắc là anh ta đã tự thấy thực tế là không thể có cô được. Cô nghĩ một cách đầy thách thức rằng Louis cứ gì cáo kỉnh để anh ta thích thế. Lúc này tất cả những gì cô muốn là về nhà nằm vào giường. Louis đứng nhìn trong lúc đua đưa tay đỡ Maria Ellen ra khỏi xe và theo cô đi vào trong nhà. Cô đi ngay đến phòng mình và nghe thấy tiếng đóng cửa. Nỗi giận và nỗi lo sợ vì bị xúc phạm tràn đầy trong tim nhưng anh ta vẫn giữ vẻ bình thản và đi xuống thư viện nơi đua ạc đang tự rót cho mình một ly rượu vang trắng chúng ta phải uống sâm banh lưới sân mến à vợ anh nói với tôi rằng cô ấy sắp có một đứa con nữa tôi thấy cô ấy ra khỏi chỗ bác sĩ alvarez và bởi vì cô ấy nhợt nhạt quá nên tôi chở cô ấy về cho anh đấy và cô ấy nói với anh là cô ấy có chữa à tất nhiên rồi đừng có choáng người đi như thế Marilyn là người hay nói thẳng đã đến lúc anh phải quen với việc cô ấy không giống như những phụ nữ của chúng ta. Và điều sau cùng, tôi đã là bạn của gia đình anh cả hai chục năm nay rồi. Louis nuốt ngụm rượu và nhìn với vẻ khó hiểu vào mặt đua Rồi hoàn toàn đột ngột và với sự ngạc nhiên của Dua, anh ta lao ra ngoài, ngồi vào xe và phóng đi. Dua là tình nhân của Maria Ellen và cái thai là của anh ta. Louis đã rất khó có thể ân ái với vợ mình suốt từ khi cãi cọ chuyện quần áo mới. Vì lẽ Marie Ellen vẫn chưa hết giận và luôn bắn gắt. Bây giờ cô ta có chữa và Louis sẽ không bao giờ biết chắc đứa trẻ là con mình hay con của đứa ạ. À. Louis phóng xe điên cuồng chừng một tiếng đồng hồ. Rồi anh ta trở về nhà và quát lên như vợ. Xuống ngay, tôi có mấy câu hỏi cho cô đây. Và thằng người tình của cô đâu? Hắn đã chạy rồi à? Hắn nói với tôi rằng cô lại có chữa Thì tôi yêu cầu được biết ai là người cho cô cái thai đó Maria nhóm ngồi dậy Cô kiềm cơn tức giận Rồi cô nhẫn nhục đi xuống thư viện Cô cảm thấy bị đánh đập mệt mỏi Và thiếu dáng cái ngọn lửa từng là phần nơi có người cô Cô lại nghe thấy tiếng quát tháo của Louis Và cân nhắc việc giải thích với anh ta Thế nào và liệu làm như thế thì có ý nghĩa gì không Anh ta sẽ không bao giờ tin cô Và cô cũng không chắc là cô có bận tâm đến điều đó không Cô chỉ bận tâm đến hai con trai Và việc nuôi dạy chúng trong tương lai Tất cả những gì còn lại đều trống sống và vô nghĩa Một tương lai không có tình yêu trong một ngôi nhà Đầy sự phấn nổ và giận dữ Chương 17 Paris mùa xuân năm 1973 Hai năm rưỡi Dưới sự hướng dẫn của bà Sê-xét, Sarah đã học được mọi điều mà bà tích lũy trong suốt 35 năm quản lý các câu lạc bộ. Cô đã học được nghệ thuật tối quan trọng từ việc nhớ mặt nhớ tên khách, từ việc đòi các khoản nợ mà chẳng cần tỏ ra hối thúc hay xử sự với đám nhân viên cứ mỗi dịp lễ Tết tuyệt tùng lại kéo bè, kéo cánh, đòi tăng lương. Phương châm của bà CZ là đuối thẳng những kẻ mất dạy, tiếp nhận người mới, không có chỗ cho Shida. Sarah cũng có những suy nghĩ của mình nhưng cô biết phải giữ kín nó cho tới khi có được một câu lạc bộ của riêng cô. Cô biết trong thời buổi hiện nay, sử dụng các cổ đông là điều tối cần thiết. Nếu biết cách làm cho những người công dốc toàn bộ sức lực, tâm trí vào công diện, thì điều đó còn tốt hơn là thu được cả trăm phần trăm khoản lợi tức nhỏ nhoi. Thành công lớn nhất của Sarah từ khi tới Paris là việc lăng xê, một lối điểm tâm kiểu cách từ 2 đến 3 giờ sáng ý nghĩa mới lạ này đã làm cho các khoản thu tăng 10% đêm đêm khách từ các câu lạc bộ khác đấu về để được thưởng thức các món xúc xích kiểu Anh, rằm bông sông khói và trứng lòng đào cùng các loại champagne hảo hạng nhất. Sarah quyết định thầm duyên với chủ của tất cả các câu lạc bộ trong khu vực. Cô luôn dẫn Lexi theo cùng và luôn sẵn lòng uống một cốc vang, thậm chí với những đối thủ cạnh tranh cọc cằn nhất. Nhiều người đã cười khi biết cô mời đối thủ mạnh nhất của mình, bà Nicoletti, đi picnic ở My Maison. Nhưng rồi chẳng ai có thể cười được khi người đàn bà quý quái ấy sau hôm đó đã tuyên bố rằng Sarah là một trong những người mà bà ta có thể chấp nhận được. Những người đã bỏ ra hàng 20 năm tìm cách để được bà Nicoletti chấp nhận, và họ không thể hiểu được vì sao một người vì chân ước chân ráo đến đây lại có thể làm được chuyện thần kỳ chỉ với một chuyến đi nghỉ giảng đơn ra ngoại ô. Họ không hề biết rằng Sarah đã thuê hẳn một chiếc Rolls-Royce cho chuyến đi đó. Cô còn đặt một làn đồ ăn tại nhà hàng nổi tiếng nhất London nhà hàng Fortnum M -em Emerson. Tất cả những cái đó đã để lại một ấn tượng tốt đẹp cho bà Nicoletti và một tình bạn tưởng chừng như không thể có đã bắt đầu được xác lập. Bà Nicoletti năm nay 44 tuổi và gắn bó suốt cuộc đời trong nghề này. Bà biết tất cả các chủ nhân các câu lạc bộ ở Paris, biết tất cả các câu lạc bộ có ý định bán và mọi điều tốt xấu hay dở về nó bà cũng dễ nổi giận một cách không dấu diêm chỉ sau vài ly sâm banh cặp mắt xanh hơi lồi đã long lên khi nghe nhắc tên đối thủ của mình mặc dù bà nicoletti không nói ra nhưng sarah biết bà ghét umberto vì những lý do từ thời xa xưa lắm rồi một buổi trưa đang ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ gần nơi ở sarah nhìn thấy liz một thời là kẻ thù của cô trong gánh ba lê bông hồng cô giỡn bước ra và chìa tay quên mất thớ rồi ư sarah halam đây còn đây là con gái tớ lexi Sarah thật tuyệt quá Thơ đọc báo thấy cậu đang quản lý một câu lạc bộ của Umberto Ông ấy có khỏe không? Khỏe Còn cậu đang làm gì ở Paris? Mắt Lee đầy lệ Mình lấy Daniel Linh vài tháng sau khi rời khỏi đoàn Và vẫn ở đây từ khi đó Sarah thoáng buồn khi nghĩ tới người nhà công vĩ cầm trẻ đầy triển vọng, Nhưng rồi đã bị suy sụp vì bệnh da sơ cứng Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má Liz Sarah nghĩ buồn tại sao hồi ấy mình lại có thể coi con người mềm yếu này là cô gái rắn rỏi như Paris được. Sarah chăm chú nghe Liz giải bài. Đang không làm việc nữa giờ tớ phải thay vào đó. Tôi chẳng có khả năng đặc biệt gì và chẳng ai muốn thuê một người vốn là vũ nữ đã 28 tuổi lại không chịu làm việc ban đêm nữa. Nếu tôi biết có việc gì tôi sẽ gọi cậu. À còn làm mẫu, trước đây cậu vẫn làm mà. Tôi già quá rồi. Thời buổi này 20 đã là già vừa bước đi Sara vừa nghĩ tới khuôn mặt hốc hác của Liz và tâm trạng của cô ta biết bao lần cô nhận ra rằng cô may mắn được Umberto cho một công việc để làm và một căn phòng để ở cô cảm thấy biết ơn hắn ta sẩm tối khi trở lại câu lạc bộ Sara nhận ra qua phản chiếu của tấm kính cửa hàng người em họ của Umberto Rocco đang theo dõi cô cô cố tự cho rằng đó là cái da nhỏ nhoi phải trả cho sự yên ổn của mình hiện giờ nhưng cô không thể nào quen được với tình trạng bị dò xét và cái bóng loáng thoáng của Rocco đã làm cô phát cáo. Cô cứ nghĩ thời gian qua đi rồi Umberto sẽ tin cô, nhưng mỗi khi xúc cảm của Umberto tăng lên thì số lượng những kẻ theo dõi cũng tăng lên. Nửa đêm, Nino Ottolani đến, anh ta dung cũng là thành viên của gánh ba lê bông hồng, trong anh ta có vẻ khá giả lắm. Tôi gặp Liz chiều nay, cô ấy bảo cô muốn mua một câu lạc bộ phải không Sarah, tôi biết một chỗ không xa đường phong tan lắm. Tôi cần một nơi có thể hút thêm khách. Chỗ này hy vọng được. Tại sao cô không ghé qua xem một chút? Ông chủ chỉ còn sống được sau tháng nữa. Bà vợ đã làm cho ông ta điên đầu trong suốt 35 năm chung sống. Ông ấy quyết định sẽ bán nhanh và ném khoản tiền thu được vào sòng bạc ở mông tôi lô. Chẳng để lại cho bà vợ dù là một xu nhỏ. Tôi đổ xe ngoài cửa. Nếu cô có chừng nửa giờ, tôi sẽ đưa cô đi. Đó là một khu phố hẹp, không khí sống động với những bản hiệu đủ màu nhấp nháy khu phố đầy những nhà trọ và nhiều kẻ lang thang đã ở đó lâu đến nỗi dân trong phố đùa rằng họ có đủ thâm niên để lĩnh lương hưu rồi. Sarah nhìn quanh, băng khoăn tự hỏi liệu có thể nào thuyết phục tầng lớp khá giả của Paris đến một khu vực như thế này không? Cô nhận ra rằng ở đây không có chỗ đổ xe, cũng chẳng bảo đảm an ninh, chỉ có đọc mỗi không khí vui vẻ cuồng nhiệt. Nằm khuất giữa quán rượu và quầy bán thịt ngựa là một cánh cửa nhỏ sơn màu xanh lá cây. Trên đó, một tấm biển tồi tàn treo cấu thả trên bán lề, dòng chữ mờ nhạt chỉ đủ đọc được, câu lạc bộ của George. Từ cửa, một lối nhỏ dẫn tới căn phòng lớn màu xám, và ngồi đó là một người đàn ông có bộ hàm như hàm cho săn, dễ nhận thấy rằng có một thời ông ta đã là một gã đàn ông to lớn, rắn rói, nhưng bệnh tật và cái chết đến gần, làm nước da ông ta trắng bợt, da thịt còn lại nằm eo ổ thành một lớp treo trên bộ xương khẳng khiêu. Bản thân ông ta là cả một cảm giác tan tóc, ông ta chào Nino bằng một cái bắt tay thế nào anh bạn anh đã mở cửa khách sạn chưa thứ sáu này sẽ khai trương rằng chúng ta sẽ uống mừng sự phát đạt của anh còn cô dùng gì Sarah đang đọc những dòng chữ trên bức tường sau quán rượu ở Anh mọi thứ đều được phép trừ những gì bị cấm ở Đức mọi thứ đều bị cấm trừ những gì được phép ở Nga mọi thứ đều bị cấm kể cả những gì được phép ở Pháp mọi thứ đều được phép kể cả những thứ bị cấm Cô mỉm cười nghĩ bụng, quả đúng là như vậy, không để ý thấy ông chủ đang nhìn mình. Nino quýt nhẹ tay cô, nhắc lại câu sợ hỏi, anh cho xin một ly vang trắng. Rọt nhìn bộ tóc dài vàng ống, khuôn mặt đẹp và nồng nàn, tự hỏi không hiểu một người đàn bà thế này có thể làm gì cho Umberto Di Castelli. Ông hỏi chuyện sara với vẻ tôn kính, ở Paris cô làm gì thưa cô, tôi quản lý câu lạc bộ con tàu xanh. Như Nino đã nói với ông, dạ tôi sẽ ở đây tới chừng nào có thể lập thân. Nino có nói cô muốn mua một câu lạc bộ. Cô dùng xong ly vang, tôi sẽ dẫn đi xem quanh nhà. Sẽ là theo hai người đàn ông tới phòng sau, dùng để chứa các sọt quan quả, chai lọ và căn bếp sót lại từ thời câu lạc bộ này còn bán đồ ăn trưa. Trên gác, có một căn hộ với một phòng nhỏ cùng buồn tắm và một căn bếp nhỏ xíu. Mọi thứ hầu như chẳng được tu sửa gì. Chỉ có máy mới được làm lại và cấu trúc nhà xem ra có vẻ chắc chắn. Hợp đồng thuê nhà cũng chỉ có 3 năm và không gia hạn được rợt đặt giá thiện chí là 20.000 và khăng khăng là ông thà chết còn hơn phải bán câu lạc bộ cho bọn buôn bán bất động sản, một kẻ thù địch hay đám chủ các quán ăn tự phục vụ mới phất trong dùng. Những thấy thái độ nhất quyết của ông, Sarah nói rõ ý kiến của mình, tôi không có tiền, vì thế tôi cần phải tìm người cùng hợp tác đầu tư, nhưng tôi muốn mua, ông có thể cho tôi một tháng để sắp đặt mọi việc được không? Trong hoàn cảnh của tôi, một tháng là quá lâu. Tôi cần một tháng, tôi cần có 20.000 sterling để mua, cộng với ít nhất là 15% tiền thuế lệ phí, sau đó là 20.000 nữa để nâng cấp một khoản tiền lớn đấy. Tôi đã cho đăng quảng cáo tiếp hôm nữa, nếu như không có ai đến thêm, chúng ta sẽ phải tính lại. Tôi đã cho các bạn địa chỉ và số mai của tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ bảy tới tại câu lạc bộ và vào thăm nó luôn. Hãy rủ bạn bè các bạn cùng tham gia với chúng ta, biết đâu lại chẳng có thêm người đứng cùng chúng ta trong canh bạc này. Ông bà ngồi trong xe, nhìn những người muốn ngớp giống như Sara đang ra khỏi khách sạn. Hắn cảm thấy buồn cười trước cái nhóm người tạp nha mà Sara tập học được. Một bà già với chiếc mũ lông chim kiểu cách quái dị. Một người đàn ông đã có tuổi phải chống gậy và xem ra là dài bà nội trợ nữa. Một bà còn mang theo cả chiếc xe nôi. Khóa xe, hắn bước vào khách sạn và nhìn xuống Sara đang ngồi một mình, hướng mắt về một nơi vô định. Em đang làm trò gì vậy? bỏ thời gian tán dốc cùng với mấy bà già với những cái mũ kiểu cọ và tìm cách kiếm tiền mà không cần hỏi tới tôi chứ gì. Tôi hoàn toàn không thể phụ thuộc vào ông. Sao lại không? Bởi vì bản chất của tôi là vậy. Tôi sinh ra không phải để dựa dẫm. Dù sao đi nữa, giá như ông lỡ bị tai nạn, mất đi, tôi sẽ chẳng có gì trong tay cả và sẽ trở lại tình cảnh như khi mới cùng Lexi đến đây. Em cần bao nhiêu tiền? Tôi cần 20.000 bản anh để mua và khoảng gần ấy nữa để cắt tân. Em mua cái ổ chuột đó làm gì kia chứ? Ở Paris chẳng có gì mua được với giá rẻ mạt ấy cả. Hợp đồng thuê chỉ có 3 năm không gia hạn được, nhưng dù sao tôi cũng phải bắt đầu từ đây đã chứ. Tôi sẽ cử người của tôi đến xem sao. Sarah quay đầu lại nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ. Công việc khởi đầu này em muốn tự mình làm lấy ông Umberto à. Nếu em thất bại có nghĩa là em thất bại. Nếu em thành công nó sẽ giúp em tăng thêm sự tự tin. Ông phải để em thử chứ. Nhưng tôi yêu em và tôi rất giàu. Tôi có thể cho em mọi thứ em muốn. Sarah thở dài, biết rằng hắn không hề hiểu rõ ý nghĩ đích thực của cô. Cô cô tỏ ra kiên nhẫn, em cần tự mình dẫn động mọi người góp vốn như thế em sẽ biết mình có thể làm được việc đó không. Lần sau em với ông sẽ cùng hùng vốn những câu lạc bộ đầu tiên này phải là đứa con của em. Ubeto lái xe về nhà, cố gắng suy nghĩ, hắn không hiểu tại sao Sarah không nhận để hắn giúp, tại sao lúc nào cô cũng tỏ ra không hài lòng như vậy. Hắn quyết định sẽ nói chuyện với Mario Benedetti về Sarah, sau đó sẽ kiểm tra mọi thứ về chủ tiệm sọt và chứng từ của câu lạc bộ trong vài năm trở lại đây. Pigan là khu vực đầy rẫy tội phạm, Sarah nghĩ thế nào mà lại định khởi đầu làm ăn ở đó khi chứ? Hắn nghĩ tiếp rằng khoản tiền mà Sarah yêu cầu các cổ đông đóng góp là quá ít ỏi, tới mức buồn cười và quyết định rằng yêu cầu bản báo sửa đổi mẫu quảng cáo của Sarah nếu hắn đúng. Sarah sẽ có đủ tiền một câu lạc bộ xấu hơn là cô nghĩ. Hôm sau, Sarah đến khách sạn Napoleon và thấy bà Nicoletti đang đợi cô. Mái tóc đỏ của bà mới được quấn lại thành một dành quanh đầu. Bà dẫn theo một bà già và giới thiệu là hàng xóm của bà ở Louvesen. Em thân mến, đây là Eloise Rica. Bà nhìn thấy mẫu quảng cáo của em và hỏi chị về em. Chị nói nếu em mở một câu lạc bộ thì sẽ khá lắm. Với lại cổ phần, 100.000 franc cũng là rẻ. Người của em nói sẽ họp ở đây, điều đó tốt chứ. Chị không muốn tới phòng của em, lỡ lại gặp hắn. Có chuyện gì không ổn gì Sara Sara cầm tờ báo, đọc mẫu quảng cáo mới và nhận rằng con số trong đó ghi 100.000 franc mới, chứ không phải là 10.000 franc như cô gửi đăng. Gửi điện cho tờ báo, cô được biết có một người nói giọng ý quyết định thay cô và trong tình cảnh hiện nay, hắn ta đã đúng. Sara cảm thấy nhẹ cả người khi bà Nicoletti nói tiếp. Alice Kaiser, bạn chị cũng muốn góp một hoặc hai cổ phần. Bà ấy giàu lắm và từ lâu đã muốn làm ăn. Nào hãy đi ăn tối ở Ponca de Bolivin. Có hẹn lúc 8 giờ 15 nên có gì thì quyết ngay đi. Trong ánh sáng phớt hồng của đầu hôm, Sarah thả bước về nhà, chốc chốc lại dừng chân ngắm ánh hoàng hôn trái dài trên mặt đường đá cuội và bóng những cột đèn kiểu cách trên chiếc cầu gỗ với bức tượng một chú bé trên lưng một con ngựa có cánh nổi bật trên nền trời Trời vào xuân và cô đã có đủ tiền để mở cửa tiệm đầu tiên của mình. Cô sung sướng vừa bước đi vừa lắc đầu nhún nhảy. Nhưng ngay sau đó khi ngó lại thành cầu xuống bóng nước sông sen, trong cô gợn lên một chút ngờ hoặc. Địa điểm của câu lạc bộ thật là mạo hiểm. Trừ phi cô có thể biến sự bất lợi thành ưu thế của câu lạc bộ, một điểm khác cũng làm cho cô lo ngại là căn nhà hơi nhỏ quá. Sarah bước tiếp những bước dài, trong đầu đỉnh sẵn những việc phải làm, đây sẽ là một canh bạc căng thẳng nhưng cô cảm thấy đã sẵn sàng đối phó với mọi thứ. Vừa sướng với ý nghĩ sắp được làm chủ một câu lạc bộ, Sara quyết định gọi điện cho con gái. Con bé hiểu nguyện vọng từ lâu của mẹ nó và luôn luôn gọi câu lạc bộ của Umberto là của chúng ta, mặc dù nó cũng biết rằng câu lạc bộ đó thực ra không phải là của mẹ nó. Sara rảo bước với điện thoại công cộng, cô quay số và sung sướng nhận ra giọng Lexi. "Alo, đây là nhà Sarah Halam Mẹ đây, mẹ báo cho con một tin mừng." chúng ta đã có một câu lạc bộ rồi nó ở Bigan và mẹ sẽ đặt tên là câu lạc bộ anh ôi mẹ mẹ có thấy cực kỳ đặc biệt vui sướng không những người giàu có thường thích vượt qua chướng ngại và em cũng nghĩ là họ thích móc túi à tất nhiên vậy lại có bao giờ họ mang theo tiền mặt đâu tại sao em không dùng người của tôi dàn xếp các công việc pháp lý em muốn tự làm lấy ông umberto à không vậy thôi lúc nào em cũng muốn mọi thứ tách bạch không phải là mọi thứ ông là người đàn ông duy nhất trong đời em em không muốn tách ông ra khỏi đời tư của mình em không muốn vậy Umberto đã cho điều tra công ty mater công ty danh nghĩa mà vieri đã dàn xếp cho sara ban giám đốc ở panama thực ra chỉ là ban giám đốc giả những người điều hành thực sự là ở thụy sĩ vừa ngạc nhiên vừa khâm phục hắn tự hỏi làm sao sara có thể dàn xếp được một công ty như vậy và để làm gì không lẽ chỉ để mở một câu lạc bộ nhỏ ở pigan cô ta đang chơi trò gì vậy và nhằm mục đích gì? Hắn lắc đầu bối rối, không thể kiểm tra câu trả lời. Chẳng bao giờ tôi hiểu được em, Sarah. Tốt thôi, như vậy ông sẽ giữ được ham muốn tìm hiểu em. Cô nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ông Bạc Tơ thấy rõ là cô sẽ chẳng cho hắn biết gì thêm. Tôi sẽ cho đem đến danh sách những nhân vật nổi tiếng nhất trong báo chí. Em đã gửi khóa cho họ chưa? Mọi thứ đâu đó rồi. Dân, và bây giờ ông đã làm mọi người quên lãng cả buổi tiệc khai trương này rồi. Ngược lại sang mai câu lạc bộ này sẽ được đăng lên trang nhất của tất cả các báo ở Paris, có lẽ còn khắp cả châu Âu. Tôi cố định làm như vậy để tặng một món quà cho Sarah vì cô ấy rất cần được giúp đỡ khi mới bước vào làm ăn. Đây là lần đầu tôi xuất hiện công khai, vậy chắc câu lạc bộ anh sẽ là cá một câu chuyện giật gân với mọi người. Còn bà nhà có khỏe không? Nina vẫn khỏe, hiện sống cùng cha mẹ ở Rome. Chúng tôi đã ly hôn từ 3 tháng trước, nhưng còn đây phải chăng là bà nhà thương ông Uberto, ông phải giới thiệu tôi đi. Lần trước ghé thăm dường như tôi không gặp bà thì phải. Trong khi Umberto và vợ đang bận khách, Sarah dẫn Vieri đi thăm. Em rất mừng được gặp lại anh. Rất mừng. Em không biết nói sao nữa. Mà sao anh không viết thư cho em? Em chẳng được tin tức gì ngoài những lời đồn đại về tình cảnh của anh. Từ cái ngày ở Piazza Navona, em chẳng biết anh còn hay mất. Cô còn tỉnh táo không? Liệu anh hoặc gia đình có quyết định không liên hệ với em nữa không? Vieri đặt ly sâm xuống. Khuôn mặt thoáng vẻ khó hiểu. Anh có viết cả Elio nữa. Bức thư cho em là điều đầu tiên anh làm được sau khi hồi phục. Anh sửng sốt khi em không trả lời. Đợi hết tháng này qua tháng khác và ngày càng tuyệt vọng. Em, anh đã cố điện thoại tìm em ở anh. Không chỉ mà là nhiều lần nhưng mẹ chồng em bảo em đi vắng. Và cuối cùng anh cho rằng em không muốn liên lạc với anh. Dù sao em cũng đã có chồng, có con. Anh cố bắt mình chấp nhận nhưng thấy khó quá. Sự buồn bật đã làm anh chậm phục hồi. Sarah, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi sụp sút ôm đầu cô hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra cô bị đuổi khỏi căn nhà ở tisleston và bà james đã nghe hết các cuộc điện thoại nhận và quỷ hết thư của cô trong những tháng ngày đau đớn ấy cô cứ trông ngóng tin tức của Vary biết bao nhiêu và anh cũng mong mỏi bao nhiêu tin tức của cô Sarah biết Vary ra hiểu cho bồi bàn mang tới một ly rượu mạnh và cảm thấy anh đỡ ly cho cô uống em hãy ngồi yên một chút Còn em phải tái mét cả đây này em phải cố bình tĩnh mới được không thể tin rằng mẹ chồng em lại đã có thể đốt hết thư từ, nghe hết điện thoại của em. Hiện tại và tương lai mới đáng nói. Đó là điều anh học được sau những chuyện xảy ra trong mấy năm. Em dự định gì xa Mọi thứ hơn nữa, có lẽ hơn nhiều. Anh sẽ ở Paris 4 tuần. Ta sẽ cùng ăn trưa chứ. Umberto lúc nào cũng cho người theo dõi em. Mắt Benedetti nheo lại, ông ngồi xuống đón tách cà phê từ tay Sarah. Xin chúc mừng sự phát đạt của câu lạc bộ anh. Lexi nhào tới ôm hôm Peneliti thật lâu và dội dúi vào ông thanh sô-cô-la trước khi bị du em bắt đi nơi khác. Peneliti đóng cửa và quay lại phía Sarah. Tôi đến báo cho cô hãy thận trọng. Ông tôi dẫn phát điên vì Vieri Ando Prandini. Cô biết với ông ta, ghen tuôn đã trở thành một thứ bệnh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông ta như vậy. Cho đến tận đêm hôm qua, ông ta vẫn nghĩ bạn cô đang bị khóa chặt trong một bệnh viện tâm thần nào đó. Với lại, dù sao anh ta cũng đã cưới Nina rồi. Đùng một cái anh ta trở về Hoàn toàn tự do để đang dốc lòng theo đuổi cô Chỉ có chúa mới biết liệu Umberto sẽ làm gì Nếu Umberto tìm cách hại Fieri Tôi sẽ giết ông ta Benetti nhìn sâu vào đôi mắt Màu violet và hiểu rằng cô dám làm mọi chuyện Ông cố hết sức để làm cho Sarah yên tâm Nhưng trong lòng ông đang lo lắng Vì điều đó không thoát khỏi mắt cô Đừng làm vậy và hãy cố cẩn thận Đợi ông ta qua khỏi cơn sốc này Hãy cố tránh để ông ta tới chỗ hành động rồ dại Ông ta thật lòng yêu cô đấy Ông ấy đã hết lòng vì tôi, tôi rất biết ơn. Tôi biết, nhưng ông ấy đâu cần lòng biết ơn. Tôi luôn nói với ông bạc tôi là tôi sẽ không bao giờ tôi yêu ông ta cả. Ngay từ đầu tôi vẫn thành thật như vậy. Giờ cô định làm gì? Tôi muốn mua câu lạc bộ Bantabara. Năm giờ tôi sẽ tới xem nó. Tôi sẽ đi với cô. Nếu đi ngay, ta còn đủ thời giờ đến câu lạc bộ của cô uống một vài ly. Umberto ngồi ở văn phòng. Đằng sau chiếc bàn gỗ hồng sắc dài có đến năm sáu thước và ngẫm nghĩ những điều Benedetti kể lại chuyến viếng thăm của Sara tới câu lạc bộ Ban Hắn đã tìm cách để cô quyết định mua và một khi cô không thể góp vốn từ những người nhỏ bé theo cách gọi của cô thì hắn sẽ cho cô dài. Sara có thể không yêu hắn, song với tất cả quyền lực của hắn, cuộc sống yên ổn mà hắn tạo cho cô, cô sẽ không thể cưỡng lại được. Nói cho cùng thì thằng cha Ando Brandini đã làm được gì cho Sara? Hắn ta cũng sẽ chẳng cưới Sarah đâu Việc có thể chấp nhận cô làm tình nhân nhưng umberto biết sarah còn muốn hơn thế hắn đã sẵn sàng tuyên chiến cả về vật chất lẫn tinh thần chống lại con người mà từ lâu hắn đã muốn gạt khỏi tâm trí sarah cuộc chiến sẽ gây go và hắn đã phải kìm lòng để khỏi quyết định cho người đẩy cả indo panini cùng chiếc xe ferrari quý giá xuống dòng sông sen nhưng rồi nhất định hắn sẽ thắng nếu không thì hắn đâu còn là umberto di castelli nữa